Em xin chào các bác nhé. Thì hôm nay cũng là 20 tháng 10 rồi. Quất bắt đầu phát mã rất đẹp rồi. Em cũng xin chia sẻ cho các bác một cái vườn quất lùm rất cây đầy đặn. Vườn này có địa chỉ là ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các bác có nhu cầu về mua thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn, chú Hân Nhất sẽ tư vấn giá cả rất hợp lý cho các bác. Tán váy rất to, quả xanh quả chín đang phát mã. Chú còn có cả quất thế, quất lục bình nữa. Các bác về mua thì cứ liên hệ với số điện thoại của chú nhá. Mình sẽ để số điện thoại của chú ở trên màn hình để cho các bạn tiện theo dõi và đàm phán giá cả trực tiếp với chú. Cây rất to. Video clip của em thì cũng xin dừng ở đây. Chúc các bác xem video vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.